Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phương Tâm ạ. Dạ, con kính bạch sư, con muốn tu tập để phát triển được tâm xả, không yêu không ghét, tâm được bình thản trước mọi trần cảnh thì phải thực hành như thế nào để đạt được trạng thái đó? Hàng ngày con vẫn tu tập niệm hơi thở. Dạ, con kính mong sư tử vi chỉ dạy thêm cho con ạ, con kính tri ân sư ạ. Muốn tu tập được cái tâm xả đó thì trước tiên là sẽ tu tập trên các cái pháp, tức là trên những loại hữu tình, tức là trên con người với con người. Thứ nhất là mình xả, không yêu không ghét với con người, thì lúc đấy mình cần phải tác ý đến cái tâm từ, cần phải tu tập trước. Ví dụ như là mình cầu mong cho mọi người được an vui, thoát khổ đau này, tránh khỏi những nỗi khổ về thân về tâm, nó thuần thục rồi. Sau đó mình thực hành đến những cái pháp như là tâm bi, mong cho mọi người thoát khỏi nỗi khổ đau. Thì mình hướng đến những cái nỗi khổ đau về thân tâm của mọi người. Thì tâm hỷ là mong cho mọi người được an, không phải xa lìa những cái sự an vui, những thành công đã đạt được. Rồi sau đó thuần thục rồi, mình mới có thể tu tập tâm xả. Đó là mình tác ý về nghiệp và quả của nghiệp của tất cả chúng sinh. Ví dụ khi mà mình hướng tâm đến ai, mình cũng tác ý là người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Khi mình tác ý như thế, quán như thế, thì mình thấy một cái người hạnh phúc, thì mình cũng biết là người đó là chủ nhân của những thiện nghiệp, là đang hưởng quả của những thiện nghiệp mà do họ đã tạo ra. Khi mình thấy một cái người khác khổ đau, thì mình biết rằng là họ là chủ nhân của nghiệp bất thiện, họ đang hái cái quả bất thiện mà họ đã tạo ra. Khi mình hạnh phúc thì mình cũng biết là mình đang tạo những cái, đang hưởng những cái quả của những cái nghiệp thiện mình đã tạo. Khi mình bị gặp khổ đau, mình cũng biết là mình đang gặp những cái quả khổ đau, là những quả bất thiện mà mình đã tạo. Thì có tác ý như vậy thì dần dần mình giữ được cái tâm xả, cái tâm bình thản trước mọi người, thì không yêu không ghét. Ví dụ như là mình yêu ai đó, có thể là do cái người đấy làm lợi ích cho mình chẳng hạn, thì khi mình quán về nghiệp và quả của nghiệp như thế, thì mình sẽ biết là vì mình đã từng làm lợi ích cho người, bây giờ có người làm lợi ích cho mình. Mình sẽ thản nhiên không vì vậy mà mình lại phải quá là yêu những cái người làm lợi ích cho mình như thế chẳng hạn. Không để là vô ơn, nhưng mà đó là cái trí tuệ này nó là chân chánh. Hay là một cái người nào đó làm hại cho mình chẳng hạn, thì mình cũng có thể quán vì cái nghiệp bất thiện của mình nó trổ, cho nên là bây giờ mình bị cái quả này nó trổ, nên mình cũng vì thế cho nên mình không quá là oán ghét mọi người, cho nên là nó sẽ trở thành không yêu không ghét. Vậy thì mình phải quán cái nghiệp đó ở trên chính mình, thì mình mới không yêu không ghét mọi người. Mình cũng quán cả cái nghiệp đó ở trên người khác, ở trong mình và người khác, thành tựu được cái là không yêu không ghét, do mình tác ý đến nghiệp và quả của nghiệp. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Mây Ít. Dạ, con kính bạch sư ạ, sau khi con xem bài pháp trên YouTube có tựa đề chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, sư đã giảng, xin sư cho con hỏi, vậy quả mà trổ ra ở năm sau chẳng hạn, thì năm nay con thiền và làm phước có thay đổi được không ạ? Dạ, con xin tri Có ân những sư cái ạ. nghiệp nó chỗ nó thay đổi được, có những cái nghiệp nó không thay đổi được. Có những cái nghiệp nó nhẹ thì thay đổi được, mà những cái nghiệp nó cực nặng ấy, nó không thay đổi được. Ví dụ như là có những người nào mà phạm ngũ nghịch trọng tội ấy, thì chắc chắn là phải đọa vào địa ngục, thì cái điều đó dù mình có làm phước cũng không thay đổi được những cái bất thiện nghiệp đấy nữa. Có những cái thiện nghiệp nó lớn thì mình sẽ được hưởng những cái phước lớn. Có những đôi khi nó có những chứ không có một số nghiệp thì có thể thay đổi được, một số nghiệp không thay đổi được. Ví dụ như là thời Đức Phật có một cái đứa bé mà tất cả những các cái vị đạo sĩ đều biết rằng đứa này sẽ không, đứa bé này không thể lớn quá 7 tuổi, tức là đến 5-7 tuổi nó sẽ qua đời. Mà ngay cả đến Đức Phật cũng thấy được điều đó. Đó là Đức Phật chúc phúc cho bố mẹ nó được sống lâu trường thọ, nhưng mà không nói gì đứa bé này. Cho nên là gia đình mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật cũng nói là cái tuổi thọ của cái đứa bé này nó chỉ được 7 tuổi thôi. Thì gia đình mới cầu xin Đức Phật có cách thức nào để có thể thay đổi được cái nghiệp này. Cho nên thì Đức Phật đã dạy là các vị tỳ kheo đến tụng kinh Paritta, kinh bảo hộ trong 7 ngày 7 đêm. Sau đó đến hôm thứ bảy Đức Phật đến đó để cũng tụng tụng kinh và thuyết pháp. Thì sau đó cái đứa bé này nó đã thay đổi được cái nghiệp mà nó đã có cái tuổi thọ sống đến 120 tuổi. Thì đấy là có một số nghiệp thì có thể nhờ cái sự tạo phước sẽ thay đổi được.
có một số nghiệp, nhưng có một số nghiệp không thay đổi được. Ví dụ là trường hợp của vị vua Subhabuddha, là cậu của Đức Phật, là cha của Đề Bà Đạt Đa, tức giận vì Đức Phật cho nên là ngồi ra giữa đường ngăn cản không cho Đức Phật đi khất thực. Do cái ác nghiệp đấy mà trong 7 hôm sau thì ông ấy bị đất rút và rơi vào trong A Tỳ địa ngục. Thì cái nghiệp đấy nó không thay đổi được nữa, dù vị đó có làm phước đến đâu cũng không thay đổi được. Như vua A Xà Thế đã phạm vào cái giới giết vua cha, và cái nghiệp đấy là chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Thì về sau này mặc dù A Xà Thế đã ăn năn sám hối, hối cải, đã sám hối trước Đức Phật, đã làm nhiều việc thiện nghiệp công đức, nhưng mà vẫn phải đọa vào địa ngục đồng trôi suốt 60.000 năm. Và điều đó là có cái tội lỗi đấy không sám hối được. Vậy thì có cái nghiệp mình thay đổi được, có những nghiệp không thay đổi được. Thì nghiệp là thế. Dạ, con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con chưa hành thiền Vipassana bao giờ, nhưng con quan sát thân tâm và tự chánh niệm. Con thấy con thay đổi liên tục, mà tính cách cũng khác nhau. Con cảm giác con có hẳn mấy cái tâm ấy vậy. Vậy cho con hỏi, con là ai trong số tính cách đấy? Vì con để ý, có phần bên trong hướng dẫn, cái này được làm, cái kia không, cái này không. Con thấy có một phần bên trong như vậy, vậy con có phải phần bên trong không ạ? Hay con cứ quan sát như vậy thôi? Còn tính cách thay đổi tương ứng với tâm thay đổi thì đó không phải là con, phải không ạ? Là con thực sự hơi bối rối và con không hiểu ạ. Là phần bên trong mà con nói tới có thể được biết như là tương lai gần, biết mình cần làm gì hay không làm gì, kiểu thuận theo tự nhiên, kiểu như nghe theo mọi thứ đều tốt, mà thử không nghe theo thì khổ ạ. Là con không biết đó là gì ạ. Cái tâm nó luôn luôn thay đổi. Những cái người nào mà mình thay đổi nó theo cái tiểu hướng tốt ấy, thì nó sẽ tiến hóa theo cái trở thành người tốt. Mình mà thay đổi nó theo cái chiều hướng xấu ấy, hướng đến những cái tâm xấu ấy, thì dần dần mình sẽ trở thành người xấu. Nó luôn luôn thay đổi như thế. Nó không có cái ta, không có cái con nào ở trong đấy cả. Không có cái ta, cái tự ngã nào của ta ở trong các cái tâm đấy hết. Vì cái tâm nó cứ sinh diệt liên tục. Mình không thể chấp trước vào đấy. Mình sẽ nhìn thấy đám mây trên trời, lúc nó hình này, lúc nó hình kia. Vậy thì cái mây nó ở cái hình nào? Hay là có, nếu như mình nhìn xa rộng hơn nữa, có lúc mình là con nợn, lúc mình là con gà, lúc mình là con giun, con dế, thiên. Vậy thì mình là ở đâu trong những cái con đó? Việc con người nó thay đổi thường xuyên như vậy, cái tâm nó thay đổi thường xuyên như vậy. Để có lúc nó tiến hóa lên, có lúc nó hạ nhiệt xuống. Thì mình là cái người tu tập tâm thì mình cần đoạn trừ những cái tâm hạ nhiệt, những cái tâm bất thiện, tham sân si, và mình cần phải phát triển những cái tâm hướng thượng, cái tâm vô tham, vô sân, vô si, để phát triển đến cái sự giác ngộ, được cái sự vô ngã, cái sự vô thường, cái khổ vô ngã ở trong cái tâm đó. Đấy, mình thấy cái tâm nó luôn luôn sinh diệt như vậy, thì cái tâm nó là luôn luôn biến diệt như thế, thì mình giác ngộ ra được cái sự vô thường ở trong cái ta này, ở trong con người mình này, cái sự vô thường ở trên cái sắc thân này. Sắc thân của mình ấy, 10 năm trước nó khác, 20 năm trước nó khác, bây giờ nó khác, 10, 20, 30 năm sau nó khác, 100 năm sau nó khác. Đấy là nó luôn luôn biến đổi trên cả thân, trên cả tâm. Đấy là mình thấy được cái sự khác biệt ở trên tâm là cũng là có trí tuệ rồi. Mình cần phải thấy cái sự khác biệt trên thân, trên năm uẩn, trên sắc, trên thọ, trên tư tưởng, trên các cái hành, trên thức. Thấy được cái sự vô thường đấy, trí tuệ, thì từ cái trí tuệ thấy là được cái vô ngã. Đấy là được cái khổ, cái vô ngã làm sẽ đi đến niết bàn đó. Nhưng mà cái trí tuệ đấy nó cần phải được vun bồi, cần phải được phát triển, cần phải được tu tập từ những cái mức thấp cho đến những cái mức cao hơn. Những mức cao hơn nữa là mình phải thực hành những pháp thiền quán, thiền tuệ, để tuệ chi nó ra được nữa thì mình mới giác ngộ được. Còn đấy mới chỉ là một cái sự nhận thức tầm thường thôi, chưa phải là cái sự giác ngộ gì cao. Dạ, con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, người làm nghề nuôi yến xong rồi lấy tổ yến mang đi kinh doanh, vậy có tội không ạ? Làm nghề nuôi yến xong rồi lấy tổ yến. Nếu mà trong khi mình lấy tổ yến mà mình hại đến con yến thì mình có tội. Còn nếu như cái con yến đấy nó bỏ cái tổ của nó đi rồi, nó không dùng đến nữa mà mình dùng thì không có tội. Nhưng mà cái con yến đó nó còn đang ấp trứng, nó đang nuôi con, mà mình đã đến mình phá hoại nó, mình lấy đi thì mình có tội. Dạ, con thưa sư,
Trứng hột vịt lộn, trứng cút lộn mình mua về nhà tự luộc ăn có mang tội sát sinh không ạ? Trong trường hợp nếu ra ngoài tiệm mua người bán luộc sẵn về ăn thì có tội trong trường hợp này không ạ? Quả trứng mà khi nó đã thành hình, nó có con rồi thì nó có một cái chúng sinh nó đầu thai vào đấy rồi. Nó giống như là cái thai nhi ấy. Cũng như là một cái người mà ăn thai nhi ấy, thì sẽ có tội, người nào mà luộc cái trứng đấy là sẽ có tội. Còn người ta luộc sẵn rồi thì mình chỉ mua ăn thôi thì cái người luộc có tội, còn có tội. Dạ, con thưa sư, về dâng y Katina thì lúc hành lễ tăng sự thì chỉ nhận một tấm y là y Katina, như vậy đồng nghĩa với việc các tấm y còn lại được xem như tứ vật dụng. Theo cá nhân con trước kia đã được nghe tới quả báo thù thắng của người dâng y đến tỳ kheo sau 3 tháng an cư kết hạ, nhưng khi làm tăng sự vậy, chỉ một y vậy, các Phật tử khác có được hưởng quả báo dâng y không ạ? Vì con nghĩ số đông mọi người lo nghe đến quả báo lễ dâng y Katina nên chuẩn bị cho mình y bát và đến chùa dâng y trong ngày lễ dâng y ạ. Và trong trường hợp này nếu Phật tử nào cũng dâng y bát chùa dùng sau hết thay vào, vậy thì có thể cúng dường tịnh tài hoặc những vật dụng cần thiết khác để chùa có thể duy trì và để mọi người yên tâm tu. Với việc cúng dường như con vừa nêu thì quả báo của nghiệp thiện có tương đương với quả báo dâng y không ạ? Cái dâng y Katina thì chỉ có một tấm y thôi, mà có thể bao nhiêu vị tỳ kheo trong ngôi chùa đấy cũng chỉ thọ dụng có một tấm đấy. Và dù hôm đấy có đến bao nhiêu Phật tử đi chăng nữa tham dự cái lễ đó, thì nhờ cái sự xa thú, nhờ cái tâm hoan hỷ, thì cái phước được đồng đều như nhau. Cái phước đồng đều của cả cái người thí chủ chính hay là không phải thí chủ chính, cái người dâng y đấy hay dâng y khác, mà mình có cái hướng tâm về theo đúng pháp, mình có thiện tâm hợp trí tuệ, có cái hoan hỷ thì cũng sẽ được cái phước lành đồng nhau cả thảy, chứ không phải là có ai hơn ai thấp. Còn là một cái người mình cúng dường những cái vật dụng khác thì nó khác với cái quả báo của lễ dâng y. Thì các cái vật dụng khác mình có thể cúng lúc nào cũng được, còn dâng y chỉ có ngày hôm đấy. Cho nên nó có sự khác nhau giữa cúng dường các vật dụng khác với cái Ikathina. Và còn những người cúng dường tứ vật dụng mà người đấy có để cái trí tuệ và biết cúng dường hợp thời, cúng dường đúng lúc, cúng dường đúng cái nhu cầu của người cần, cúng dường vì cái lợi ích của cái người sử dụng, thì cái đấy nó gọi là thiện tâm hợp trí tuệ, thì cái phước nó sẽ lớn hơn một cái người mà chỉ biết cúng dường mà mình không biết suy xét. Thì có suy xét sẽ có hơn một chút, chứ không phải là không. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con kính bạch sư, sư chỉ cho con cách sám hối những lỗi mà mình đã phạm về để tránh không tái phạm trong tương lai ạ. Sám hối thì ví dụ như mình có lỗi như phạm giới, một cái gì đó, sám hối bằng cách là mình đối trước Phật thì sám hối, hay là đối trước một người khác, đối trước một cái vị đồng phạm hạnh, hay đối trước một vị thầy, mình nói nên là vì mình đã phạm những cái lỗi lầm như thế này, và con xin sám hối và để ngăn ngừa trong tương lai. Hoặc là có những người thì tự tâm mình sám hối với cái tâm tàm quý khởi nên, cái sự hổ thẹn khởi nên, rồi mình sẽ tự khởi nên cái ý định là ta sẽ không phạm vào cái nỗi lầm này ở trong tương lai nữa. Nguyện thầm cũng là cách sám hối, sám hối trước Phật cũng là cách sám hối, mà cái sám hối cao nhất đó là trước những cái vị có giới thanh tịnh. Mình dám bày tỏ phát nộ lên những cái lời, những cái nỗi lầm của mình, và mình ước nguyện sẽ không tái phạm nó trong tương lai. Thì đấy là những cách sám hối. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Trí ạ. Dạ, con bạch sư, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại sao Ngài không chỉ định ra một vị tỳ kheo để thay Phật thống lĩnh tăng đoàn ạ? Thì Đức trong đạo Phật khác với các cái tôn giáo khác, đó là Đức Phật không chỉ định ra một vị tỳ kheo nào thống lãnh tăng đoàn, bởi vì là không có ai có được cái có những cái trí tuệ và có những cái đức hạnh ngang bằng với Đức Phật để thống lãnh được tăng đoàn. Và tăng đoàn của Đức Phật thì không phải là một cái tổ chức mà người nọ cai trị thống trị người kia. Tăng đoàn của Đức Phật là những cái người tu tập đều hướng vào nội tâm mình, đều để mình đoạn trừ những cái phiền não ở trong tâm mình, chứ không phải là mình để hướng đến một cái người khác, để tuân thủ theo một cái người khác. Nếu như mà Đức Phật mà chỉ định cho một cái người nào đó đứng lên thống lãnh tăng đoàn
thì cái người đấy sẽ lạm dụng cái quyền lực của mình, sẽ lạm dụng cái quyền lực của mình và sẽ làm cho tăng trong giáo hội sẽ sinh ra mâu thuẫn đấu tranh. Ví dụ như đấu tranh nhau để tranh giành cái quyền lực đấy. Ví dụ như là cái vị này có cái quyền thống lãnh tăng đoàn đấy, sau đó thì về sau này lại phải bầu lên một cái vị khác. Và sẽ luôn luôn có cái sự đấu tranh để tranh giành quyền lực. Thì ở trên cuộc đời này những cái có nhiều cái nguyên nhân để nó xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái cuộc đấu tranh, tranh giành. Thì người ta có thể tranh nhau vì miếng ăn, người ta có thể tranh nhau về chỗ ở, người ta có thể tranh nhau về những cái tham dục ở trên cuộc đời. Nhưng mà những cái đấu tranh đó thì rất là nhỏ, ít. Hay nó có xảy ra, nó cũng chỉ là những chuyện tầm thường. Nhưng cái sự đấu tranh để tranh giành về quyền lực thì rất là lớn. Hầu như là các cuộc chiến tranh trên cuộc đời xảy ra đều là vì đấu tranh, tranh giành quyền lực. Cho nên là trong đạo Phật không chú trọng đưa một người lên nắm quyền lực. Nếu như mà trong một cái tổ chức tôn giáo đấy mà mình chú trọng đưa một cái người lên để thống trị, để cai trị, để cai quản những cái vị tu tập khác, thì cái vị đấy sẽ dùng cái quyền lực của mình uy hiếp những cái người nhỏ hơn, thì sẽ làm cho mọi người khác người ta khiếp sợ, người ta phải quy thuận cái vị đó, và người ta không còn chú trọng vào cái giáo pháp, thực hành giáo pháp của Đức Phật nữa. Mà mỗi một thời một cái vị đứng lên thống lãnh đó sẽ đưa ra những quy luật mới, đưa ra những tư tưởng mới, cách thức mới, thì sẽ làm cho giáo pháp bị hỗn loạn. Cho nên là Đức Phật khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói rằng hãy lấy giới và pháp, tức là lấy cái pháp và luật, tức là lấy giáo pháp và giới luật làm thầy, làm cái vị thống lãnh tăng đoàn. Cái người nào còn y vào cái giáo pháp đó thực hành, y vào cái giới luật thực hành, thì cái người đó là cái người đang thực hành đúng giáo pháp của Đức Phật. Thế còn nếu như mà mình y cứ vào một cái người có cái quyền lực hơn mình để thực hành, thì đó không, nó là cái pháp thế gian, không phải là pháp của Phật. Mà pháp của Phật là mình y cứ vào pháp và vào luật của Đức Phật để mình thực hành, mình tu tập, đem lại cái lợi ích cho mình và cho tất cả những người khác. Lý do đó cho nên Đức Phật không có chỉ định một vị nào thống lãnh tăng đoàn hết, mà cứ ngày nào còn giáo pháp và còn giới luật thì ngày đó là sẽ còn có người tu tập để chứng đắc các cái sa môn pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 2 của hành giả Tuệ Trí ạ. Dạ, trong các lần kết tập kinh điển của đạo Phật thì các kinh điển đại thừa có được kết tập không ạ? Dạ. Trong các cái lần kết tập kinh điển thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng sau thì có kết tập kinh điển lần thứ nhất, thì lúc đấy có tạng kinh, luật tạng được thì là có kinh tạng và luật tạng. Thì lúc đấy kinh tạng là bao gồm cả kinh và luật tạng. Em đến lần kết tập kinh điển thứ hai thì cũng có kinh, luật, luận bắt đầu được hình thành. Lập kinh điển thứ ba, thứ bốn vậy thì sẽ có tạng kinh, tạng điển, tạng luật. Thì lúc đấy các cái kinh tạng thì sẽ gồm có năm bộ kinh Nikaya, trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tiểu bộ và tương ưng bộ. Thì kinh tạng thì chỉ có thế thôi, luật thì chỉ có vi diệu pháp luận và luật tạng là những cái giới luật. Thì chỉ có những cái kinh điển đó được kết tập. Trong tất cả các lần kết tập kinh điển thì chỉ có những kinh Nikaya được kết tập, năm bộ kinh Nikaya đó. Và trong những cái, bởi vì cái lúc đó chưa có các kinh phát triển, chưa có các kinh đại thừa, các kinh phổ tập. Thì sau này khoảng 5, 6, 7, 800 năm sau thì bắt đầu những kinh đại thừa mới được hình thành. Cho nên là tất cả những lần kết tập kinh điển từ gần đây nhất là thứ 5, thứ 6 ở bên Miến Điện, hay là kết tập kinh điển lần thứ nhất, thứ hai ở bên Ấn Độ, hay là cả những lần kết tập ở bên Sri Lanka, bên Tích Nan, thì cũng đều chỉ có kết tập những kinh nguyên thủy, những kinh Nikaya, và lúc đấy chưa có kinh đại thừa, cho nên chưa, không có, trong các lần kết tập kinh điển không có kinh điển đại thừa. Dạ, con bạch sư ạ, câu hỏi số 3 từ hành giả Tuệ Trí ạ. Dạ, con bạch sư, giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền có những điểm chung gì và khác biệt gì ạ? Giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền có cái điểm chung và điểm khác biệt. Điểm chung đó là, thì bây giờ muốn hiểu được cái này mình phải hiểu được cái sự lịch sử về cái sự phân biệt hai phái Nam truyền Bắc truyền này. Ví dụ như sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 3, 4, 500 năm sau, thì cái thời gian đầu tiên ấy thì không, chưa có hệ phái, thì lúc đấy chỉ có là Nguyên Thủy Đạo Phật thôi.
mà khoảng 2-300 năm sau, 3-400 năm sau thì lúc đấy mới bắt đầu có một số vị tỳ kheo đã phát sinh ra một số cái giới luật mới, một số cái giới luật mới như liên quan đến như là được ăn những cái đồ, cất trữ một số những cái đồ ăn qua đêm, như là cất giữ muối qua đêm, hay là một số liên quan đến tiền bạc. Trong đó có một cái giới đặc biệt là một số vị tỳ kheo đã khởi sinh lên một cái ý định là người xuất gia được phép giữ tiền và bạc, tiền và vàng bạc. Còn một số vị gọi là thượng tọa, là những bậc trưởng lão, thì không chấp nhận những cái giới luật này, nói rằng những cái giới luật này là làm phá vỡ mất cái phạm hạnh của người tu, người tu không nên giữ tiền và vàng bạc. Cho nên là lúc đấy mới hình thành ra hai hệ phái, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thì phái các vị thượng tọa bộ là những bậc trưởng lão giữ nguyên những cái lời dạy của Đức Phật, không thêm vào những cái gì Đức Phật không dạy, và không có bớt đi những gì Đức Phật đã dạy, những giới luật gì Đức Phật đã ban hành thì giữ nguyên, không có thêm vào, không bớt đi. Còn bên đại chúng bộ thì là bắt đầu có bớt đi một số giới luật, tức là phát sinh một số những cái kinh điển mới, bắt đầu cũng hình thành từ đấy. Từ đấy bắt đầu những bên đại chúng bộ thì truyền về bên phương Bắc của Ấn Độ, gọi là Phật giáo Bắc truyền. Mà bên còn các bậc thượng tọa bộ thì truyền về phương Nam, gọi là Phật giáo Nam truyền. Thì hai hệ phái Phật giáo bắt đầu dần dần có cái sự, lúc đầu thì chỉ khác nhau một chút xíu về giới luật đấy thôi, về giới luật. Nhưng mà sau này thì dần dần cái sự khác biệt nhiều hơn. Đó là mà Phật giáo bên Nam truyền là thượng tọa bộ thì vẫn giữ nguyên những cái cách ăn mặc, những cái cách hành trì tu tập và những cái kinh điển Nikaya. Còn bên Phật giáo phát triển bắt đầu phát triển thêm kinh Đại thừa, kinh các cái bộ kinh Đại thừa bắt đầu phát triển và ra kinh Hoa Nghiêm, Năng Nghiêm, rồi kinh tất cả những cái kinh về Đại thừa ấy, như những kinh nổi tiếng bây giờ, kinh Di Đà, kinh Nhược Sư ấy, thì bắt đầu là phát triển ở bên gọi là đại chúng bộ, hay là gọi là bên Bắc truyền. Thì đấy là khác biệt về kinh điển. Nhưng là khác biệt về kinh điển thì bên Phật giáo Nam truyền thì chỉ có những cái kinh mà đã được kết tập ở những cái kinh điển lần thứ nhất 2, 3, 4, 5, 6. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì học những cái kinh phát triển về sau này. Tất cả những cái kinh Bắc truyền như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Năng Già, kinh Duy Ma, vân vân, rất là nhiều những cái kinh khác nhau. Thứ hai nữa là Phật giáo Bắc truyền thì sau này lại truyền qua bên Trung Quốc, thì cái tạng kinh đó lại được phiên dịch thành Hán tạng. Cho nên là như bây giờ thì cái tạng kinh ở bên Bắc truyền thì chủ yếu là được phiên dịch sang chữ Hán. Cho nên là một cái người nghiên cứu bên Phật giáo Bắc truyền hay là thọ trì những kinh điển ở bên Phật giáo Bắc truyền sẽ học chữ Hán nhiều để mới đọc và hiểu được kinh Bắc truyền. Còn bên Phật giáo Nam truyền thì vẫn giữ nguyên cái kinh bằng chữ Pali, chữ Phạn Pali đó. Cho nên là một người muốn nghiên cứu kinh điển bên Nam truyền thì người đấy lại hay học cái ngôn ngữ Pali để học được những cái kinh nguyên thủy, kinh Nikaya. Thế là sự khác biệt về kinh, về nuột, nuộn thì khác nhau một chút xíu. Về giới nuột của người xuất gia tại gia thì khác nhau về một chút xíu về giới nuột, nhưng không đáng kể nhiều. Nó với giới tỳ kheo của hai bên thì cũng khác nhau một chút xíu. Còn cái sự khác nhau về trên hình thức thì khác nhau, sẽ khác nhau nhiều hơn. Trên hình thức như là một cái vị tỳ kheo bên Phật giáo Nam truyền sẽ giữ nguyên cái hình ảnh thời Đức Phật, đó là mặc những cái tấm y cà sa, và các vị bên Nam truyền là sẽ tuyệt đối không mặc những cái quần áo của người tại gia, tức là những cái bộ quần áo gì mà may theo nối tại gia sẽ không mặc, mà chỉ mặc những cái vải, những cái tấm áo là giống như những cái mảnh ruộng vuông, và hở vai bên hữu, và ăn thì vẫn cứ ôm bình bát đi khất thực, bằng nuôi thân bằng cái hình thức khất thực. Đấy là mặc dù có nhiều cái thay đổi, có những người thì vẫn ăn bình thường, nhưng mà cũng có người thì vẫn duy trì cái hạnh khất thực hàng ngày, nuôi thân. Và có cái sự khác biệt nữa về cái sự thờ tự các đức Phật khác nhau. Ví dụ như là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ thờ mỗi Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ sáng lập ra đạo Phật. Đấy là vậy. Cho nên là vào các chùa Nguyên Thủy
thì mình có thể thấy một pho tượng Phật hoặc nhiều pho tượng Phật, nhưng tất cả chỉ thờ mỗi Đức Phật thôi. Và bên Phật giáo Nam truyền không chú trọng thờ các cái bậc thánh nhân khác, ngay cả những bậc thánh nhân như Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng rất ít chùa thờ, ít ở đâu đắp lên hình tượng để tôn thờ, mà chỉ tôn thờ mỗi một Đức Phật, đó là Đức Phật Chánh Đẳng Gia. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì mình sẽ thấy có rất là nhiều những hình tượng khác nhau để tôn thờ. Ví dụ như một cái người vào chùa Phật giáo Bắc truyền sẽ thấy ngoài Đức Phật Bổn Sư sẽ còn có Đức Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Dược Sư, rồi là rất rất nhiều các vị Phật và rất rất nhiều các vị Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, hay là Bồ Tát Thế Chí, rồi rất nhiều các vị Bồ Tát được tôn thờ ở trên bàn, và thờ cả các vị thần linh nữa. Cho nên là cái sự hình thức mình có thể thấy nó có một cái, có rất là nhiều cái sự khác nhau như thế, mình sẽ phân biệt được. Mình trải qua nhiều cái thời gian thì vẫn có một cái điểm chung, đó là cả hai bên cùng thờ Đức Phật Bổn Sư, cả hai bên đều vẫn học những cái pháp rất là căn bản của đạo Phật, như là đều tin vào nhân quả nghiệp báo, đều học những cái giáo lý căn bản của Đức Phật, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên. Những cái tư tưởng tương đồng thì rất là nhiều, cũng rất là nhiều, chỉ có một số khác biệt thôi. Một số khác biệt đó là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không có học những cái kinh điển Bắc truyền. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì ngoài học cái kinh điển về phát triển, vẫn học tất cả những kinh điển về Nguyên Thủy. Vậy thì một cái vị mà tu tập bên Phật giáo Bắc truyền thì vẫn học, vẫn được học và hành những cái phương pháp của Phật giáo Bắc Nguyên Thủy. Còn những cái vị mà tu tập bên Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có học và hành những cái tư tưởng, những cái giáo pháp của Phật giáo Nguyên Thủy, mà không học và hành theo những cái giáo pháp của Phật giáo bên Bắc truyền. Đấy là nó chỉ có hai cái sự khác nhau một chút xíu như vậy. Thế thì vẫn có sự tương đồng và có một chút khác biệt, không đáng kể. Dạ, con thưa sư ạ, hiện nay còn có 4 câu hỏi nữa. Mình có trả lời nốt không? Dạ, vâng ạ. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Trơn Dung ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, con xin cúi xin sư từ bi chỉ dạy. Con người là do sắc thọ tưởng hành thức hòa hợp mà có, nên chỉ là giả không có thật. Nhưng tại sao danh pháp, sắc pháp cũng do nhiều yếu tố hòa hợp mà lại xem là pháp có thật? Con cúi xin sư từ bi và hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con ạ. Con xin tri ân sư. Danh và sắc là những cái pháp hữu vi, thì nó do nhân duyên mà nó sinh lên, mà nó do cái nhân duyên nó diệt đi, thì nó cứ sinh diệt liên tục như vậy. Nhưng mà với một cái người bình thường không tu tập, không phát triển cái chánh trí, trí tuệ, quán sát, quán chiếu, không thấy được điều đó, một cái người đó không thấy được cái tính sinh diệt của nó, cho nên là mới sinh ra cái ảo tưởng chấp trước rằng là cái thân danh sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, tức là cho rằng nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, rồi sinh ra chấp thủ vào cái danh sắc đấy, rồi sinh ra tham ái cái danh sắc đấy, rồi mới sinh ra những cái phiền não, những cái tà kiến chấp trước nó mới sinh ra. Còn từ khi Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật tuệ chi ra được, thấy ra được cái tính vô thường, tức là thấy được cái tính sinh diệt của cái danh sắc đó, và thấy ra được cái sự vô ngã của nó. Cho nên là Đức Phật mới đoạn trừ được cái tham ái, đoạn trừ được cái chấp thủ, đoạn trừ được cái vô minh tà kiến, cho nên là mới đi đến Niết Bàn và chấm dứt khổ đau. Vậy cho nên khi Đức Phật giảng dạy cái giáo pháp thì Đức Phật chỉ ra cái mục đích của cái người mà học hay là thực hành những cái pháp thiền ấy là để tư duy quán chiếu, để mình cũng thấy ra được cái danh sắc này nó luôn luôn có cái tính sinh diệt, để mình hiểu ra sự vô thường của vô ngã của nó, để mình đoạn trừ cái tham ái, cái chấp thủ đối với cái thân nam uẩn này. Thì mình đoạn trừ được cái tham ái chấp thủ, đoạn trừ ra được cái ảo tưởng vô minh, do mình thấy tuệ chi, thấy được cái sự thật của nó, sẽ chấm dứt khổ đau, không còn chấp trước là ta, là của ta, tự ngã của ta nữa. Thì cái người do mình chưa thấy được, vì cái sự thật đó nó quá thâm sâu, người bình thường không thấy được, cho nên mà mình thấy là nó có ngã thật. Còn nếu người có cái trí tuệ, tuệ chi phân tích ra được nó rồi, thấy nó luôn luôn biến đổi, biến thiên sinh diệt, không ngừng nghỉ, thì lúc đấy cái người đó mới thấy được cái sự vô ngã của nó, tức là cái người đấy thấy sự thật, cái người đấy giác ngộ chân lý, chứng ngộ Niết Bàn. Cái đấy nó chỉ khác nhau như thế, nên là mình cần phải tu tập để tuệ chi ra được, mình mới hiểu được. Nhưng mình cứ suy luận rồi
Cứ phân tích, đánh giá theo cái nhận định của mình thì nó chỉ đưa đến cái sự mệt mỏi thân tâm, không đem lại lợi ích gì, mà mình cần phải thực hành để giác ngộ ra nó thì mới có cái lợi ích hơn. Còn suy luận phân tích nhiều nó rơi vào cái hí luận vọng tưởng không tốt. Dạ, con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính Bạch Sư, xin Sư Tử Vi chỉ dạy cho con về giới sát sinh. Con đặt lịch vụ nấu ăn, con đặt từ ngày hôm trước để họ nấu món gà, tôm, họ nấu chín đem đến thì con có phạm giới không ạ? Kính xin Sư vì lòng Tử Vi vẫn chỉ dạy cho con biết để con thực hành theo ạ. Mình đặt nhưng mà mình chỉ ấy thôi, mình chỉ đặt là thì không mình vẫn không phạm giới. Mình sẽ nói là ngày mai tôi dùng cái món này món kia, rồi người ta làm như thế nào đó là việc của người ta, thì mình vẫn không phạm giới. Nhưng có một số người, người ta vì cái lòng từ bi, người ta nhận định ra được hoặc là người ta thấy được rằng là do mình đặt cho nên là cái người chủ hàng đấy người ta đi sát sinh, mình nhìn thấy điều đó, mình nghe thấy điều đó, hoặc là mình nghi ngờ vào điều đó thì mình không được đặt nữa. Phải loại bỏ ra được ba cái thấy, nghe và nghi này, thì lúc đấy nó mới không phạm giới. Còn mặc dù mình biết rằng là do mình đặt cho nên là người đó đã sát sinh, mình đã nhìn thấy người đó đã giết những con vật đó, mình đã nghe thấy người khác nói, hoặc là mình nghe tiếng kêu của nó, hoặc là mình có một chút hoài nghi thôi, thì đừng có đặt. Thì tốt nhất là hãy đến người ta làm sẵn rồi mua. Vậy thì có phạm hay không còn liên quan đến ba cái vấn đề đó, có thấy nghe nghi hay không thấy nghe nghi đó. Dạ, con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Tuệ Hải ạ. Dạ, con thưa sư, một người tín đồ của tôn giáo khác thì có thể được hành chứng đắc được pháp thiền chỉ, thiền quán và giác ngộ niết bàn của Phật giáo không ạ? Một người tín đồ của tôn giáo khác mà nghiêm chỉnh, nghiêm túc và có niềm tin vào cái sự thực hành pháp thiền chỉ, thiền quán của Đức Phật vẫn đắc độ, vẫn chứng đắc được các đạo quả nhá. Vẫn chứng đắc được thánh đạo, thánh quả như thường. Ví dụ như thời Đức Phật vậy. Đức Phật cũng thuyết giảng giáo pháp đến những cái vị ngoại đạo, các cái vị Bà La Môn, mà các vị ấy lúc đầu thì các vị ấy không có niềm tin, nhưng mà khi nghe pháp rồi cái niềm tin nó khởi lên dần dần, thì Đức Phật có cái khả năng thuyết pháp đó là khiến cho cái tâm trí của người đó khởi lên cái niềm tin, khởi lên cái sự nhu nhuyễn, khởi lên cái sự thuyền thục, sau đó Đức Phật mới thuyết về các cái sự thật. Và có khi trong khi nghe pháp, có những vị ngoại đạo đó đã chứng đắc được các đạo quả. Và khi chứng đắc được các đạo quả rồi thì các vị đấy sẽ trở thành Phật tử. Chứ không có cái đời nào một cái vị mà chứng đắc đạo quả rồi mà vị đó lại không trở thành Phật tử cả. Chỉ khi chưa chứng đắc đạo quả, đang trên con đường tu tập, có thể vị đó không phải là Phật tử. Nhưng mà vị đó tu, vị đó vẫn chứng đắc được. Khi chứng đắc rồi thì vị đó có cái niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật, vào giáo pháp này. Thì lúc đấy hình tướng của vị đó thì không quan trọng, nhưng cái tâm của vị đó đã quy hướng Phật pháp rồi. Thì vị đó là tôn giáo nào đi chăng nữa mà thực hành bát chánh đạo vẫn chứng đắc được các đạo quả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Galaxy A11 ạ. Dạ, con kính bạch sư, con xin sư giảng nghĩa cho con từ yểm ly và từ hữu trong 12 nhân duyên ạ. Cái từ gì? 12 nhân duyên thì dạ, con thưa sư, con xin đọc lại, xin sư giải nghĩa cho con từ yểm ly ạ. Yếm ly về dạ. Về từ hữu và từ hữu ở trong 12 nhân duyên ạ. Từ hữu ở trong 12 nhân duyên thì hữu ở đây nói là một cái nghiệp hữu, ví dụ như là một cái người nào đó mình làm một cái việc gì đó mà nó có cái vô minh, có tham ái, có chấp thủ đi kèm thì nó trở thành một cái nghiệp hữu. Ví dụ như là một người bây giờ mình cúng giảng, mình đến chùa mình cúng giảng bất cứ một cái vật gì nên Đức Phật, nên Tam Bảo đó, rồi cái vị đó có cái ước nguyện là mong cho kiếp sau con được cái sự an vui hạnh phúc, hay được sinh về cõi trời, hay là trở thành một cái người sống lâu mạnh khỏe, sắc đẹp trí tuệ, hay là một người tu chứng đắc niết bàn, thì có cái ước nguyện đấy thì nó sẽ có cái vô minh cho rằng có cái kiếp người đó thật, có cái tham ái vào kiếp người, có cái chấp thủ vào kiếp người đó, rồi có cái hành động tạo nghiệp đó, thì cái nghiệp đấy trở thành nghiệp hữu. Vậy thì cái người đấy sẽ có cái kiếp tương lai, có thể vị đấy sẽ sinh lại làm người đúng như vị đó phát nguyện, nếu như mà cái
Thế cái thời điểm cận tử vị đó, tâm vị đó bắt vào cái nghiệp này, nhớ lại cái việc này, nhớ lại cái lời phát nguyện này, thì ngay cái lúc mà cái việc đó thành tựu thì nó trở thành một cái nghiệp hữu. Thì bất cứ một cái nghiệp gì nó có cái sự thành tựu mà mình có làm, mà nó có đi kèm với cái phiền não luôn ấy, có cái sự chấp trước vào cái việc đó thì nó trở thành nghiệp hữu. Ví dụ như một cái người bố thí, mình có cái sự chấp trước là tôi làm việc bố thí, mình có cái chấp trước vào đấy, mình có cái tôi ở trong đấy, thì nó là có chấp trước, là có chấp thủ. Thì bất cứ một cái nghiệp gì nó có cái chấp thủ ở trong đấy thì nó đều thành nghiệp hữu. Thì đối với một cái người mà còn là phàm phu hay là một cái bậc thánh hữu học thì khi làm cái gì cũng vẫn có cái sự chấp thủ vào đấy, cho nên là khi làm cái gì nó cũng sẽ có nghiệp hữu. Chỉ có bậc thánh nhân A-la-hán khi mình làm cái gì vì đó cũng không chấp thủ vào đấy, không tham ái vào đó, không có cái ảo tưởng ở trong đấy, cho nên là không có nghiệp hữu. Còn lại thì mình làm cái gì nó cũng có nghiệp hữu hết, thì cái nghiệp mà có cái sự cố ý làm nó đều là nghiệp hữu, thì đấy được gọi là hữu. Hữu là cái sự đấy nó sẽ tái sinh ở trong ở một cái kiếp sống, tức là mình sẽ có cái sự hiện hữu ở trong tương lai, tương ứng với cái nghiệp mà mình đã tạo, cho nên gọi là nghiệp hữu. Còn cái sự yếm ni, yếm ni ở đây là một cái người mà phát triển ra được cái trí tuệ, quan sát ra được cái sự nguy hiểm của các cái dục lạc, của các cái tham dục ấy, thì cái yếm ni ở đây nó đối lập lại với ái dục, với cái lòng tham. Một cái người còn tham ái do vị đó còn vô minh, còn ảo tưởng, còn chấp trước. Còn một cái người có trí tuệ hiểu ra được cái sự thật rồi, thấy vô thường khổ vô ngã rồi, thì vị đó nhàm chán, nhàm chán đối với cái sự các cái dục lạc. Đấy nên gọi là yếm ni là thế. Dạ con thưa sư, có một số câu hỏi vừa được gửi lên ạ, có thể để buổi sau để trả lời tiếp. Dạ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Xuân Long ạ. Dạ con kính xin lĩnh lễ sư ạ. Con xin hỏi, con đang tập ngồi thế kiết lè, con không cảm thấy đau chân nhưng lại cảm thấy lòng bàn chân tím tái trong khoảng 25-30 phút, rồi tê từ đầu gối trở xuống. Thư cho con hỏi như vậy có làm sao không? Con có nên tiếp tục tập ngồi kiết lè không ạ? Ngồi kiết lè thì cứ cố gắng chịu đựng được càng lâu càng tốt. Có chịu đựng được đau ấy thì sau này nó quen đi rồi nó sẽ hết. Còn nếu như đến một lúc nào đó mình đau quá không chịu nữa thì hẳn thôi. Thì cái ngồi kiết lè nó sẽ thử thách cái độ kham nhẫn, cái sự chịu đau của mình. Nếu như mình quyết chí để thực hành thành tựu được cái pháp ngồi kiết lè này thì cứ ngồi, nó đau đấy mà nó sẽ không vì cái đau đấy mà mình chết đâu, mà nó cũng có đau đấy nhưng mà nó sẽ không đi đến cái sự tàn phế như là gãy chân hay là tê liệt. Nó chỉ là cái cảm thọ đau thôi. Nếu một cái người nào có gan cứ ngồi thì đến một lúc nào đó nó giãn hết cái cơ đấy, cái gân đấy ra rồi nó sẽ không đau nữa. Nên là quyết chí được ngồi được kiết già thì cứ tiếp tục ngồi đến hết khả năng có thể thôi. Dạ con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Lực ạ. Dạ thưa sư, xin sư cho con hỏi. Có nhiều người bảo rằng để tâm trước cửa mũi khi ngồi thiền thì lực sẽ chạy lên não và gây đau đầu căng thẳng. Do đó nhiều vị chủ trương rằng để tâm ở đan điền hoặc đưa tâm quan sát toàn thân cho đến khi tâm lắng lịu, bớt năng xăng, hơi thở nhẹ nhàng thì mới bắt đầu biết rõ hơi thở. Xin sư cho con hỏi như vậy có đúng không ạ? Cái này là không đúng. Cái này là do cái tư tưởng, do cái sự chủ quan, do cái nhận định của một người nào đấy. Có thể là suy luận theo cái nghĩa của bên khí công. Vận khí thì nó mới loạn tâm loạn trước gì đó. Còn cái sự để tâm chú tâm để thực hành thiền ấy, thì để tâm ở trên mũi thoải mái không sao hết. Cái tâm của mình nó có thể để bất cứ chỗ nào cũng được. Còn trong cái pháp tu tập mà thiền của Phật giáo không có cái khái niệm về huyệt đan điền, chỉ có bên tập khí công của những nhà học võ học ấy, thì người ta mới có cái khái niệm về huyệt đan điền nhá. Còn cái này là mình tu tâm, tu để đoạn trừ cái phiền não ở trong tâm. Thì không lo cái chuyện đó, không có cái chuyện lực chạy lên chạy xuống gì hết, mà chỉ là cái tâm nó tập trung vào một cái đối tượng đó, là cái vị trí nó ở đâu mà thôi. Nên là cứ yên tâm, cứ để tâm ở trước cửa mũi và quan sát hơi thở nhẹ nhàng, mình đừng chú tâm mạnh thì nó sẽ không đau đầu. Đau đầu là do mình quá căng thẳng, chú tâm quá mức cần thiết thì nó mới đau đầu. Để tâm ở cái mức trung bình vừa phải sẽ không bị đau đầu, mà sẽ đi đến cái sự đắc định, làm đến cái sự hỷ lạc kinh an rất là cao độ. Nên là cứ yên tâm mà thực hành và đừng sợ và đừng bị chấp vào những cái tư tưởng đó. Dạ con bạch sư ạ, câu hỏi từ hành giả Võ Thị Son.
Kính bạch sư, vậy người nữ có được ngồi kết già không ạ? Có ngồi kết già được không ạ? Ai cũng ngồi được hết, người nữ mà kiên trì tập ngồi kiết già ngồi được, vậy cứ tập ngồi kiết già đi, đừng có lo nha. Dạ, con bạch sư, câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Con kính bạch sư, thiên sư tử vi chỉ dạy cho con câu, ý nghĩa của câu nếu có sự thương mến đối với những pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là không hoàn toàn ạ. À, đối với những thương mến đối với các pháp hữu, mà các pháp hữu ở đây tức là những người bạn đạo của mình ấy, những cái người mà cùng tu với mình, thì nếu như mà thương mến ở đó được coi là không hoàn toàn, bởi vì các vị đó chưa đoạn trừ được bốn cái kiếp, bốn cái chấp thủ này, các vị đấy còn tham dục, gọi là còn dục thủ kiến thủ đấy, còn chấp thủ và tà kiến, vào giới cấm hay là vào ngã luận thủ này, thì cái sự thương mến đó không hoàn toàn, bởi vì là mình đã có cái sự có cái tình thương gắn bó đối với những cái vị đó không phải là những bậc chân nhân, thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái tư tưởng tà kiến đó, và cho nên Đức Phật mới gọi sự thương mến đó là không hoàn toàn là như vậy, vì Đức Phật không muốn mình thân cận những cái người có tà kiến, những cái người có phi chân nhân, mà Đức Phật ý Đức Phật muốn nói là mình hãy chọn những cái người chân nhân để gửi gắm tình thương, để thân cận, và phải phân biệt ra được cái người có những cái tà kiến để tránh, và thân cận những người có trí tuệ. Dạ, con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Tuệ Hiền ạ. Dạ, thưa sư, một người đang thực hành thiền thì đang làm lợi ích cho bản thân mình, vậy người ấy có đang làm lợi ích cho người khác được không ạ? Và làm lợi ích ấy như thế nào ạ? Người thực hành thiền mang lại lợi ích cho bản thân mình là đúng. Đức Phật nói là dù nợ người bao nhiêu chớ quên phần tự nợ, nhờ thắng trí tự nợ hãy chuyên tâm nợ mình. Nợ mình chính là cái người đang hành thiền, là Đức Phật gọi là cái người nợ mình đấy, nợ cho bản thân mình ấy. Dù nợ người bao nhiêu cũng chưa quên phần tự nợ là thế. Thì cái người mà đang làm lợi ích cho mình này cũng sẽ làm được lợi ích cho người. Ví dụ như là bây giờ một cái người mà có bệnh, thì cái người này bản thân cái người có bệnh đấy cũng khổ đau, mà những người thân cũng sẽ khổ đau. Người thân mình cũng khổ đau vì mình ốm đau thì những người bên chung quanh cũng đâu có sung sướng gì. Mình khổ thì mọi người cũng khổ. Vậy thì một cái người này mà chữa trị mà nó nành được cái bệnh đó, nành đến đâu thì bản thân mình được an lành đấy, mà những người thân xung quanh cũng được an lành đến đấy. Cũng như vậy nhé, một cái người mà không tu tập ấy, người đấy có đầy dẫy những cái phiền não, tham dục, sân hận, si mê, tà kiến ở trong lòng, thì cái người đấy sống với ai thì mọi người đấy sẽ khổ. Cái người đấy mà có tâm tham, người ta sống ở đâu, người ta ăn trộm cắp của mọi người xung quanh phiền não theo. Người đấy mà có tâm sân, người ta sống với ai, người ta gây sự công kích, nói xấu, phỉ báng, châm chọc, gây chia rẽ mất đoàn kết đến đấy, thì những người xung quanh cũng khổ đau. Người đó có si mê tà kiến, không biết đúng sai phải trái chánh tà, ai nói sao nghe vậy, thì cái người đấy không những lọ khổ đau mà những người thân cũng khổ đau. Vậy thì một cái người đấy có cái sự tu tập ấy, thì người ta đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, thì người ta trong cái sự khi mà người ta tu tập đấy, người ta sống hiền thiện, người ta không hại mà mình, và người ta cũng không làm hại người, không ăn trộm cắp của ai, nên mọi người xung quanh được an này. Người ta không gây sự với ai, mọi người xung quanh được bình an. Người ta không có tà kiến, người ta không dẫn dắt người khác đi vào cái đoạn xứ khổ đau. Vậy thì cái người đấy đang tu tập, dù đã thành công hay chưa thành công, thì họ có lợi ích, thì những người xung quanh cũng được cái lợi ích này. Ví dụ như là một cái người mà người ta lâu ngày người ta không tắm giặt, người ta hôi thối, thì người ta sống ở đâu, mọi người đến đâu người ta phải bịt mũi vào, người ta nhăn nhó mặt thì đã khổ rồi, rất là khổ. Thế còn cái người mà người ta có tắm giặt sạch sẽ đâu thì người ta cũng thơm tho, không làm khổ người khác. Vậy nên một cái người mà không hành thiền thì cái tâm người ta nhơ bẩn. Cái tâm nhơ bẩn đấy, người ta sống ở đâu, người ta đi đến đâu, người ta ai nhìn thấy người đó cũng cảm thấy ghê tởm. Sao mà trong cái người đấy đi đến đâu cũng sẽ làm cho người khác chán ghét. Còn những người nào mà có sự tu tập, người ta có cái tâm từ bi hỷ xả, nó tăng lên, những cái tâm tham sân si nó diệt đi, người ta đi đến đâu cũng được mọi người quý kính, mọi người hoan hỉ, mọi người trân trọng đón chào. Vậy thì đấy là cái lợi ích cho người là thế. Vậy thì cái người đấy có tu tập hành thiền có đem lại lợi ích cho bản thân mình, đó là mình cũng được cái sự an lành an vui, mà người xung quanh mình cũng được an lành an vui, thì đấy là cái lợi ích cho cả mình và người là vậy.